lại một lần nữa là quý vị di chuyển trên quốc lộ 1 từ ngã ba An Thế Trung đến cầu Mỹ Thuận thì hiện nay giao thông đang rất là thông thoáng, các phương tiện di chuyển rất nhiều hơn. Cảm ơn bác tài Nguyễn Thanh Sơn ạ. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn bác tài Lưu Văn Lập ạ. Và qua địa phận xã Phong Hòa, huyện Lai Vung của tỉnh và cũng đang rất là mát mẻ. Xin được tiếp lại quốc lộ 54 đoạn qua địa phận xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay giao thông đang rất là khả quan nha quý vị. Cả hai thông tin giao thông trung tuần nhận được từ anh Lưu Văn Lập và anh Nguyễn Thanh Sơn đều đang cho thấy tình hình giao thông chuyển biến khả quan trên những cái tuyến đường mà các bác tài đi qua. Thì đến thời điểm này thì mình cũng không có nhiều những cái điểm nút giao thông, nhiều tuyến đường mà do trở ngại, do khó khăn hay là trường có những đại Giang Hạnh Ngọc, Duy Anh và DJ Kim Lady, bài hát được mang tên My Everything.